kẻ cướp ngân hàng ở quận 8 ra đầu thú. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lập đường dây nóng cảnh báo các cuộc gọi lừa đảo phụ huynh. Gặp gỡ người phụ nữ đam mê trekking chinh phục chính đỉnh núi cao nhất Việt Nam.